Thưa quý vị, tại Di Linh do nắng hạn kéo dài dẫn đến mực nước trên các sông suối thấp hơn trung bình nhiều năm, các nhánh suối hầu hết đã khô cạn, mực nước ngầm tại các giếng khơi, giếng khoan đều xuống rất thấp. Điều đó đã khiến hơn 10.000 hecta cây trồng của người dân, chủ yếu là cà phê, lâm vào cảnh thiếu nước, tập trung tại các xã Tam Bố, Gia Hiệp, Đinh Lạc, Gia Bắc, Sơn Điền. Và trong đó có khoảng 600 hecta cà phê có hiện tượng cháy rụng lá do thiếu nước lâu ngày. Hiện nay, toàn huyện Di Linh có 53 công trình hồ đập dân phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp và hàng ngàn ao hồ nhỏ do người dân tự đào. Tuy nhiên, do nắng nóng kéo dài và nhu cầu tưới nước cho cây trồng tăng cao, nên mực nước các công trình hồ đập đã xuống rất thấp. Nhiều công trình đã cạn khô hoàn toàn. Trong khi đó, hầu hết các ao hồ nhỏ trên địa bàn đã cạn khô từ lâu không còn nước. Đến thời điểm hiện tại, dung tích các hồ chứa do Trung tâm Quản lý Đầu tư và Khai thác Thủy lợi Lâm Đồng quản lý có dung tích trữ tốt đạt trung bình 60%, mực nước thấp hơn mực nước dân bình thường trung bình 2-3 m. Về cơ bản sẽ đảm bảo nhiệm vụ cấp nước theo kế hoạch nhiệm vụ công trình. Để đối phó với hạn hán, Ủy ban nhân dân huyện Di Linh đang chỉ đạo các ngành chức năng xã thị trấn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn, mực nước tại các công trình hồ đập, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền để chỉ đạo kịp thời các giải pháp ứng phó theo quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước trong thời gian tới.